Thưa quý vị, giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, đâu đó cũng vẫn còn những nơi khiến ta trở nên nhẹ nhàng và bình yên mỗi khi ghé đến. Và hôm nay chương trình xin giới thiệu đến quý vị một quầy sách rất đặc biệt. Vì sao gọi là đặc biệt thì ngay bây giờ xin được mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau. Dưới tán cây Bồ Đề, nằm trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh, có một tiệm sách nhỏ đặc biệt mang tên quầy sách Phật học. Nói là đặc biệt bởi vì khi đến đây, khách không chỉ được ăn bánh, uống trà, đọc sách miễn phí mà còn được mượn sách để mang về. Không cần đặt cọc, không biên nhận, cũng chẳng buộc phải trả lại sách. Việc trả hay không là tùy tâm mỗi người. Quầy sách ba không này của ông Nguyễn Ngọc Cần, một người có niềm đam mê vô tận với sách. Bản thân tôi đó là cái người rất mê đọc sách, đọc nhiều lắm. Mà cái đề trước kia là cái điều kiện hoàn cảnh nó khó khăn ấy, gia đình nghèo á. Mà tôi nghiện thấy mà cái mình đọc sách nhiều á, cái kiến thức của mình mở rộng á, rồi cái mình ứng dụng trong cuộc sống thấy nó tuyệt vời á. Cái sau này tôi có điều kiện thì tôi cứ mở để cho mọi người tiếp trước những cái tinh hoa của sách, kinh sách ấy, để cái tầm hiểu biết mình nó nâng cao lên. Yêu sách, trân trọng sách, lan tỏa giá trị của sách là công việc thầm lặng của ông Cần hơn 10 năm qua. Quầy sách vẫn đều đặn mở cửa từ 15 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Tại đây có hơn 10.000 đầu sách các loại. Nguồn sách được ông Cần chọn mua từ 15 nhà phát hành lớn, chọn lọc thật kỹ từng loại sách. Mua được sách giá rẻ nên ông cũng bán rẻ, tạo điều kiện cho nhiều người đến gần hơn với sách. Cái động lực mà để tôi có cái niềm vui trong cái việc này á, là tôi thấy là nó mang lại lạc cho nhiều người đó. Có những người ta thiếu hiểu biết trong cuộc sống, họ trở ngại thì họ tiếp xúc những cái này là phải nói là nhiều khi nó mệt mỏi quá đi, tại vì cái công việc nó càng ngày càng nhiều đó, cái quyển sách nó càng nhiều đó. Nhưng mà nhờ cái niềm vui là phục vụ cho nhiều người và nó mang lợi ích cho nhiều người, cái đó mình quên đi những cái bệnh nhọc. Thời gian đầu, khách đến với quầy sách đa phần là người già và trung niên. Dần về sau, quầy sách được nhiều người biết đến hơn. Đến nay, người trẻ chiếm hơn nửa số khách. Điều này ông Cần rất vui, bởi người trẻ giờ đây đã biết đến sách, hiểu sách và không còn lệ thuộc vào chiếc điện thoại, không lệ thuộc vào công nghệ nữa. Và đó cũng là động lực lớn để ông duy trì quầy sách Phật học này. Ông Cần luôn tạo bầu không khí gần gũi khi mọi người đến với quầy sách. Đến đây không chỉ để đọc sách, mà đôi khi còn được ông Cần chia sẻ tâm sự về cuộc sống hàng ngày. Điều mà khiến mình quay đi quay lại nhiều lần đó, cửa hàng sách là vì ở đây có rất là nhiều sách để mình lựa chọn. Và cái quan trọng nữa đó là mình không có tốn chi phí để mà mình lựa sách. Thì cái tiếp theo nữa là mình tới đây mình cảm thấy được đón tiếp niềm nở. Chứ như mà miễn phí mà mệt nhanh thì cũng không đến đâu. Có sách mà mình đọc xong rồi thì mình cũng mang tới mình tặng lại cho bác. Cho bác có đọc sách phong phú thì có thể có những người khác họ cũng cần những cuốn sách như vậy. Công việc của bác giống như người đi xây cầu ấy, nó rất là hữu ích. Bác xây một cây cầu khác không phải bằng sắt hay bê tông, là cây cầu tri thức, giúp cho người ta lấp đầy tri thức để có những cái tri thức mình cần. Cái hiệu sách này rất đặc biệt là cho người sách, không phải cho người mà cho mượn sách, không có thấy chấp con cái gì hết. Những người nào mà thích là đọc mượn đọc sách thoải mái, thậm chí 2-3 tháng trả cũng được. Có ví dụ có khi mất cũng không sao. Tại vì cái chủ nhà sách này rất đặc biệt hay cái chỗ đó. Những đứa em, đứa cháu là sinh viên rồi đó cũng đến đây tìm sách từ nhé. Nói chung cái kiến thức ở cái thế gian này nó bàn bạc, nó sâu rộng lắm, nên học hoài cũng không hết nữa. Đó mình phải chịu khó, tại vì sách nó có rất nhiều lĩnh vực, như ở đây cũng rất nhiều lĩnh vực, vì mình những cái lĩnh vực thì mình không thông, mình qua sách thì mình học để mình tư duy đấy nó hợp lý rồi mình thực hành. Như bây giờ cái phương tiện truyền thông đại chúng thì nó cũng có cái hay, nhưng mà nó cũng dễ lôi kéo cho những cái không tốt là một.
cái thứ hai và cái truyền tải nó cũng không có sâu sắc bằng sách. Sống là cho đi, đầu chỉ nhận riêng mình. Quả thực là như vậy. Người lái đò thầm lặng mang tri thức đến với mọi người bằng tấm lòng thiện tâm, bằng niềm đam mê học hỏi của mình. Không chỉ thế, vào đợt sách nhiều, ông cần lại chọn lọc rồi gửi sách đến tặng những nơi vùng sâu, tặng các thư viện vùng xa nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến với nhiều nơi hơn. Thật trân quý tấm lòng cao cả của người đàn ông này. Chúc ông thật nhiều sức khỏe và thật vui với niềm đam mê sách của mình. Mong muốn thì tôi cũng muốn có nhiều cái điểm giống như vậy. Tại vì cái một chỗ mình nó nhiều khi nó không có đủ phục vụ cho nhiều người đó. Các nơi cũng nên có. Nếu mà ai có điều kiện thì cứ nên mở. Và giờ tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hoặc hỗ trợ những gì trong khả năng mình ở những người mở cái điều kiện.